nay mình sẽ tiếp tục với các bạn nói về chủ đề ba bước hay dung với đi dài. Thì các bạn cũng biết là mình chơi con ở Việt Nam đa phần là không có xin phép chơi lén, chơi không công khai, bởi vì muốn bay như đủ mà các bạn yêu thích các bạn phải xin phép ông lên bổng phò này nọ, thì cũng rất là nhiều tê và một thời gian chưa để các bạn có thể sẽ không xin được nữa. Mà các bạn chơi bay ở Hồ Chí Minh hay là bất kỳ đâu thì mình muốn đến người được hot fan để có thể trong những chương trình trưởng tượng đối với các bạn muốn không, đặc biệt là Hồ Chí Minh thì có đi thích cùng nước Thanh Long mắt tâm bố đó là những biểu tượng phố chắc hẳn chưa phải cam được muốn bay tới một lần trong đời của mình. Đó mình sẽ chơi một quanh phong ba thì cái việc bay ở hai điều đó mình nó bay rồi có biết là tiền cơm của mình luôn, nhưng mà mỗi lần bay mình cảm thấy rất là khó tập, sợ bị phát hiện bất cứ lúc nào bởi vì tiếng động của nó tạo ra quá lớn và cái việc setup của nó khi bay nó nhiều thời gian nó tính như 5 phút bay đi 5 phút nó thu về thì mất nhiều thời gian. Mà chơi bay cao ở Việt Nam thì yếu tố mà đánh nhanh lúc rồi cũng đặt lên hàng đầu, thì lý do là mình chọn trong 3 điều hai dương này. Nói chung là từ vòng 3.2, 3.3, 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
Mình sẽ thử con lúc hạ cánh là rút vô trong ba lô sẽ bao lâu để cho các bạn có thể di chuyển được nhà nào. Tâm lý, kỹ năng, hoàn cảnh và vị trí. Nên thí nghiệm này chỉ cho một kết quả tương đối thôi các bạn nhé.